Tin tổng hợp ngày 31 tháng 3 của Ban Việt ngữ đã cho tự do có những nội dung chính sau đây. Bộ Công Thương kiến nghị cho xuất khẩu gạo trong kiểm soát. Việt Nam khẳng định không thiếu hàng thiết yếu. Đường sắt Cát Linh Hà Đông chưa vận hành đã phải trả 509 triệu đô la Mỹ. Trong tiêu điểm thời sự hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận về đời sống của những người bán vé số dạo khi quyết định tạm dừng phát hành vé số trong 15 ngày. Ngoài những thông tin đáng chú ý như vừa nêu, Ban Việt ngữ đã cho tự do còn có những ghi nhận thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Công Thương kiến nghị tiếp tục cho xuất khẩu gạo nhưng trong tầm kiểm soát chặt chẽ số lượng xuất khẩu theo từng tháng, nhằm đạt được mục tiêu kép vừa đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh dịch virus corona vừa xuất khẩu được gạo. Truyền thông trong nước dẫn công văn số 2237 của Bộ Công Thương gửi trình Thủ tướng Chính phủ với kiến nghị như vừa nêu. Kiến nghị này được đưa ra dựa theo kết quả báo cáo do đoàn kiểm tra liên ngành khảo sát thực tế với các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên cả nước. Qua đó, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn dự báo sản lượng lúa sản xuất trong năm 2020 ước đạt 43,5 triệu tấn. Dự báo về nhu cầu tiêu thụ trong năm 2020 đã bao gồm dự trữ sắp xỉ 30 triệu tấn lúa, do đó lượng lúa còn dư để xuất khẩu vào khoảng 13,5 triệu tấn. Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo, nhưng sẽ kiểm soát chặt chẽ số lượng xuất khẩu trong từng tháng. Theo kiến nghị này, thì Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ mua vào 300.000 tấn gạo trong tháng 4 và tháng 5, kết hợp với lượng gạo xuất khẩu được giữ lại 400.000 tấn, nâng tổng số lên 700.000 tấn cho nhu cầu dự trữ trong nước trong 2 tháng tới. Hôm 31 tháng 3 năm 2020, Ngân hàng Thế giới World Bank vừa hạ dự báo mức tăng trưởng GDP Việt Nam từ 6,5 xuống còn 4,9% trong năm 2020. World Bank cho rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn thuận lợi trong trung hạn, nhưng tăng trưởng GDP sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch COVID-19. Cụ thể, áp lực lạm phát dự báo sẽ tạm thời tăng do sự thay đổi về giá lương thực và nhiên liệu, cũng như khả năng bị gián đoạn thương mại. Sự suy giảm trong các ngành du lịch, khách sạn và nhà hàng, sản xuất và chế biến có thể tạm thời làm tăng tỷ lệ nghèo trong nửa đầu năm 2020. Suy giảm về xuất khẩu dịch vụ, bao gồm du lịch, sẽ làm vị thế kinh tế đối ngoại xấu đi và dòng vốn FDI đổ vào sẽ ít hơn. Ngoài ra, bộ chi ngân sách sẽ tăng lên trong năm 2020 do thu ngân sách giảm và do triển khai gói kích thích kinh tế để bù đắp tác động tiêu cực do dịch COVID-19 với nền kinh tế Việt Nam. Bộ Công Thương Việt Nam vào ngày 31 tháng 3 ra thông cáo trấn an rằng trong mọi tình huống đều đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, kể cả xăng dầu cho dân chúng, và đề nghị người dân không tích trữ. Truyền thông trong nước dẫn thông cáo của Bộ này rằng các sở công thương trên cả nước đều đã có phương án dự trữ và cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm, nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống, khẩu trang, theo năm cấp độ của dịch bệnh, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu. Trường hợp giới nghiêm chỉ còn xe của lực lượng vũ trang được hoạt động, khi đó Bộ Công Thương sẽ nhờ quân đội vận chuyển hàng hóa thiết yếu cung cấp cho các địa bàn. Bộ Công Thương cũng khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước luôn đáp ứng đủ để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Do đó, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân không mua xăng dầu tích trữ, chỉ mua xăng dầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng thường ngày. Bộ Công Thương Việt Nam cũng cho biết xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, các cửa hàng không bán hàng mà không có lý do chính đáng. Ban quản lý dự án đường sắt thuộc Bộ Giao thông Vận tải vào ngày 31 tháng 3 thông báo cho biết, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông chậm tiến độ nhiều lần và chưa biết đến khi nào đưa vào vận hành, nhưng đã phải thanh toán cho tổng thầu 509 trên 644 triệu đô la, tương đương 79% giá trị hợp đồng. Dự kiến dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông vào tháng 2 năm 2020 sẽ bắt đầu vận hành thử toàn bộ hệ thống liên tục trong 20 ngày nhằm đánh giá an toàn, nghiệm thu và thanh toán. Tuy nhiên, do diễn biến tình hình dịch bệnh coronavirus phức tạp nên tiến độ lùi lại và chưa xác định được thời hạn vận hành thử. Điều này đồng nghĩa với việc dự án chậm hoàn thành và bàn giao.
Theo ban quản lý dự án thì toàn bộ dự án đang được nghiệm thu các hạng mục thành phần để giải ngân, nhưng gặp một số vướng mắc do kiểm toán nhà nước yêu cầu giảm trừ thanh toán một số hạng mục đã thanh toán trước đó nên kéo theo chưa thể hoàn thành việc thanh toán các hạng mục bị yêu cầu giảm trừ. Hiện ban quản lý dự án đang khẩn trương chuẩn bị các bước rà soát, lên kế hoạch, phân loại công việc cần giải quyết nhằm thúc đẩy dự án sớm đi vào hoạt động. Tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông dài 13 cây số do phía Trung Quốc xây dựng đã ít nhất 12 lần bị lùi tiến độ kể từ khi khởi công dự án vào năm 2011. Phiên xử phúc thẩm ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cùng 8 người khác trong vụ án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần công ty nghe nhìn toàn cầu APG dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ 13 đến 16 tháng 4. Báo trong nước loan tin ngày 31 tháng 3, trích thông báo từ Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Theo đó, phiên phúc thẩm lần này sẽ thực hiện nghiêm những quy định của tòa trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đang lây lan rộng rãi. Cụ thể, khoảng cách giữa những người tham gia phiên tòa tối thiểu là 2 mét. Chỉ những người được tòa án triệu tập mới được vào phòng xử án để tham dự phiên tòa, v.v. Trong phiên sơ thẩm được tuyên vào cuối tháng 12 năm 2019, ông Nguyễn Bắc Son bị phạt tù chung thân cho hai tội danh, vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hiệu quả nghiêm trọng, cùng với nhận hối lộ. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Bắc Son đã nhận được tiền biếu tặng trị giá lên đến 3 triệu đô từ ông Phạm Nhật Vũ, chủ tịch AVG, và 700.000 đô từ ông Lê Nam Trà, chủ tịch Mobifone, cùng với 200.000 đô từ ông Cao Duy Hải, tổng giám đốc Mobifone. Sau phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Hà Nội vào tháng 2 vừa qua cho biết, cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son cùng 10 bị cáo khác liên quan trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ba người gồm cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng và ông Phạm Nhật Vũ không kháng án. Hiện đã có thêm hai người rút đơn kháng cáo trước phiên phúc thẩm là ông Cao Duy Hải, cựu tổng giám đốc Mobifone và ông Võ Văn Mạnh, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX. Vừa rồi là những sự kiện diễn ra trong ngày, sau đây mời quý vị đến với phần tiêu điểm thời sự. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, Việt Nam chính thức tạm dừng phát hành vé số trong 15 ngày nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Với quyết định này, đời sống của những người bán vé số dạo sẽ ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Không còn là tin đồn như ông Lưu Tấn Sĩ, thư ký Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, nói trong công văn gửi các công ty đại lý vé số, mà giờ đây, ngày 1 tháng 4, hoạt động xổ số chính thức tạm ngừng phát hành đã là chuyện có thật khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý từ ngày 1 tháng 4 tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong 15 ngày để hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ông Sĩ đã từng cho biết trên truyền thông trong nước vào hôm 26 tháng 3 rằng tỷ lệ tiêu thụ vé số trong tháng 3 có phần giảm vì số người bán vé số dạo về quê chống dịch nhiều. Tuy vậy, vẫn còn khá nhiều người vẫn bám trụ với nghề này vì đó là nguồn thu nhập chính của họ hàng ngày. Ví dụ bình thường bán hơn 1 triệu đi, bây giờ bán còn chừng 5 triệu à. Bây giờ tình hình chung thì ai nghỉ thì mình cũng phải nghỉ thôi em, chứ giờ bán mà tiếp xúc nhiều người cũng sợ lây quá à. Thấy không? Nên thả cho nghỉ từ việc cũng mừng, nhưng mà tiền bạc thì không có mà xài. Không có doanh thu thì đâu có tiền đâu ăn. Nãy giờ cũng đang vừa mừng mà vừa rầu hả, nghỉ thì không có tiền. Làm thì sợ lây bệnh. Bây giờ đâu biết ai bệnh hay không đâu em. Chị cũng buồn chứ em. Cái này mình bán kiếm sống hàng ngày. Mình kiếm bán cái này kiếm hàng ngày. Bây giờ như là ai cũng vậy á. Em thấy là tụi em bất lợi rồi đó. Chỉ như nhiều người như tụi em đi làm sinh viên là giờ mà không đi làm nữa không biết sao luôn á. Thì nói chung là người bán lẻ thì truyền tay thì sự nhiễm, còn đảo đại lý thì nó lợi, nó mua cũng ít, tiếp xúc qua nhiều người nên cũng ít ảnh hưởng, mà mua xong rồi đi cho nên cứ cái hỏi thứ hai là tay nhiều người đều bịt khẩu trang hết, mua xong rồi đi không biết người ta nghĩ sao. Đại đa số lực lượng bán vé số dạo là những người không thể làm được hoặc không có chuyên môn ở bất cứ lĩnh vực nào khác, nên họ đã chọn nghề đi bán vé số dạo. Ngoài những thành phần đó ra, thì có một lượng người không nhỏ bán vé số dạo là những người khuyết tật, già cả, neo đơn, trẻ con,
và những phụ nữ lam lũ. Với quyết định tạm dừng phát hành vé số, cuộc sống của họ sẽ ra sao trong 15 ngày đến? Ảnh hưởng tới nguồn thu nhập, ảnh hưởng tới những đó thì như cũng ảnh hưởng, nhưng mà chỉ tính dịch thì mình phải nghỉ thôi. Cái đó là điều đương nhiên. Tính dịch thì tại vì phải cái tính mạng mình quan trọng hơn, chứ đâu phải thì có đó thì nghỉ hai tuần đó thì ảnh hưởng tí thôi. Mình bán tiếp xúc nhiều người, mình không biết được là ai bệnh không bệnh. Đó thành thử thì dĩ nhiên phải nghỉ thôi. Bây giờ không có tiền để mình tua thu hơn, để mình trang trải cuộc sống của mình thì này nọ thôi, chứ thì giờ dịch quá thì cũng phải chịu thôi chứ sao. Nghĩ rồi cuộc sống thì khó khăn, rất là khó khăn, vậy không nếu mà tôi hơn cái số thì cũng chính là sống trên tay thì nhẹ quá như này kỹ năng sống bán được bán được thì dùng ơi cái gì rất làm khổ lắm mà để con ăn. Giờ không có làm gì rồi sao giờ? Không có bán cái chỗ lấy gì ăn? Không có tiền xài. Ở nhà mướn nó nói vậy. Có 100 vé, 200 vé là nó. Chỉ biết đại lý nó nói là không phát hành vé số nữa thì kiểu như cũng như giờ những người khác thôi. Người ta làm sao mình vậy? Để vô thu nhập mỗi ngày mà có. Thì anh mượn chuyện mà ăn buôn bán mình là làm gì có tiền. Rồi sống. Không có tiền ăn, không có tiền gì, khổ không? Khổ là khổ, mình không có dư dải tiền, cuộc sống mình khó khăn, thấy không? Ai không hồi hộp, chứ mà tất cả ai cũng vậy đâu, phải một mình cá nhân tôi đâu, phải không? Giờ là bán gì em thôi, không có là bây giờ là mình phải chết. Hôm 30 tháng 3, tại cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, với quyết định tạm dừng phát hành vé số trong 15 ngày, sắp tới một bộ phận người bán vé số sẽ rất khó khăn. Ông cũng lý giải đầy cảm thông rằng, những người bán vé số thường từ các tỉnh đến Thành phố Hồ Chí Minh bán để hưởng tiền hoa hồng kiếm sống qua ngày. Có người còn phải gửi tiền về nuôi gia đình, đa phần rất khó khăn. Do vậy, ông đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố có phương án hỗ trợ những người bán vé số. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp trước khi ra quyết định dừng phát hành vé số, cũng đề nghị các tỉnh, thành bàn việc giải quyết đời sống của người nghèo khi họ không còn đi bán vé số. Tuy nhiên, vào ngày mai 1 tháng 4, chén cơm của hàng trăm ngàn người bán vé số dạo sẽ chính thức bị vơi đi, mà giải pháp hỗ trợ họ thì chưa thấy cụ thể như thế nào. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, mời quý khán thính giả vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy cuối trang web có nút xem toàn trang. Nhấn vào nút này, quý vị sẽ thấy các biểu tượng YouTube, Facebook, Podcast, Apple TV. Chỉ cần click vào đó, quý vị có thể xem các chương trình, tin nóng, tin tổng hợp và thời sự của Đài Á Châu Tự Do. Và để thuận tiện, quý khán thính giả có thể chọn Add to Home Screen và lưu giữ địa chỉ trang web này trên màn hình di động giúp truy cập dễ dàng hơn trong lần sau. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi tin tức trực tiếp vào lúc 10 giờ sáng trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/RFA Việt Nam hoặc địa chỉ YouTube của RFA Tiếng Việt tại youtube.com/RFA Vietnamese. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng ngay trên kênh YouTube, Facebook RFA Tiếng Việt.